Chiếu tướng, ván cờ kết thúc. Đúng là cao thủ. Một người tài hoa như thế này, tại sao ấy lại không tham gia khoa cử để kiếm một chức quan như ta? Ta dài, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao sao. Thôi, ta xin cáo từ. Người cố tình đúng không? Người có biết ta là ai không mà chắn đường? Hai cái cô này. Đường này là của cô chắc. Cô đi đường cô, ta đi đường ta. Lần này là người cố tình cản đường ta nhá. Cô buồn cười thật đấy. Chính cô mới là người cản đường ta đấy. Mà thôi, quân tử không chấp nhận nữ tử và tiểu nhân. Cái gì mà tiểu nhân? Người dám mắng ta à? Này thì tiểu nhân. Không, thả ta ra. Thả ta ra, thả ra. Lần này ta sẽ dạy dỗ cho cô một bài học. Ta sẽ vứt cô xuống sông để xem cô có dám cắn người nữa không. Không, thả ta ra, thả ra. Tôi không ngờ một doanh nhân như cậu ấy lại lôi tình yêu vào để mà đạt được mục đích đấy. Cậu nói thế là sao? Là một thằng đàn ông ấy thì nên gây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình, chứ không phải là dựa hơi vào đàn bà. Hay là cậu chán làm kinh doanh rồi nên muốn tìm một cái cầm trại nào lớn để mà núp đấy? Đúng là anh nào em đấy, nói năng độc miệng. Đừng có suy nghĩ mục ta ra mục người. Tôi chưa bao giờ là loại đàn ông thích lợi dụng đàn bà để chuộc lợi cả. Để tôi xem đạo đức, nhân cách của cậu như thế nào nhé. Hồng An! Anh Đức, chuyện miếng đất ấy, anh suy nghĩ thế nào rồi? Tôi có thể trả giá cao hơn anh Tân. Vớ vẩn. Còn về phần tôi, sau khi xây dựng xong khu du lịch, tôi sẽ trích cho anh khoản lợi nhuận 10% một năm. Anh nên suy nghĩ về đề nghị của tôi. Tôi nghĩ rồi, mảnh đất đó tôi để cho Hồng An. Ai giúp nó chữa khỏi bệnh mất trí, tôi sẽ bảo nó để lại mảnh đất đấy cho. Như thế không công bằng. Rõ ràng là anh biết Hồng An thích Tân. Anh không muốn bán mảnh đất cho tôi ấy thì cứ nói thẳng, việc gì phải đùa nhau như thế? Tôi không đùa. Với tôi, Hồng An là điều quý giá nhất. Nếu như ai chữa khỏi bệnh mất trí cho con bé thì tôi sẽ để lại mảnh đất đấy cho, dù là cậu hay cậu Tân. Tôi xin phép. Cậu cứ đợi đấy. Đừng tưởng mình làm cho Hồng An yêu cậu được thì có thể đắc ý. Tôi cũng có thể làm cho Hồng An ghét cậu được đấy. Hóa ra đây không phải là thế giới của mình. Anh Tân cũng không phải là anh Tân mà mình từng quen. Làm cách nào để có thể trở về đây? Đúng rồi. Công chúa! Công chúa! Đứng lại! Công chúa! Người về bẩm với vua cha là không tìm thấy ta đi. Ta yêu chàng ấy, muốn ở bên chàng ấy. Nhưng người là công chúa, còn hắn ta ấy chỉ là học trò nghèo thôi. Người nghe thần, mau hồi cung đi ạ. Người mà ép ta thì đừng trách. Hôm nay thần nhất định phải bắt công chúa và hắn ta. Linh Nhi, lên! Công chúa! Thank you.
Không, công chúa. Có khi nào vì nhảy xuống sông mà mình đến đây không? Hay là mình thử xem, biết đâu trở về nơi của mình. Ngu ơi là ngu, anh đã bảo mày là phải nịnh nọt, nói chuyện nhẹ nhàng, kết bạn với cô bé Hồng An. Tại sao? Tại sao mày lại hành hạ nó? Tại em ghét nó. Ai bảo nó có suốt ngày anh Tân làm gì? Đồ ngu. Tao đưa mày về quê là để giúp tao, chứ không phải là để đi hẹn hò, nối lại tình xưa đâu. Mày không giúp được tao ấy, thì tao đưa mày lên thành phố, kết hôn với thằng Hùng, con trai giám đốc Vivu. Không, em xin lỗi, anh đừng bắt em kết hôn. Thằng Hùng là thằng phu phu, lại còn ăn chơi nữa. Em hứa là em sẽ nghe lời anh đừng bắt em kết hôn nhá. Được rồi, đừng để anh mày phải cáu lên. Anh muốn mày kết bạn với con bé Hồng An, phá hoại tình cảm của thằng Tân với nó. Mày làm được chứ? Dạ vâng, em hứa. Nhớ đấy, đừng có tưởng anh trai mày hiền. Với tao ấy, chỉ có tiền mới là trên hết. Mày mà không giúp được tao ấy, thì tao bỏ. Hiểu chưa? Vâng, em hiểu rồi. Các dự án cứ triển khai theo kế hoạch nhé. Tôi vẫn đang đi khảo sát xây dựng ở quê. Tầm khoảng 2 ngày nữa, tôi sẽ trở lại thành phố. Được rồi, cậu cứ làm đi nhé. Kia chẳng phải là Hồng An sao? Nghe nói cô ấy bị ốm, sao lại đi đâu thế kia? Đường ra bờ sông là đường nào ấy nhở? Bờ sông phía bên trái. Ta cảm ơn. Sao anh lại ở đây? Là ta đi theo em đấy. Nhưng sao em lại ăn mặc như thế này? Ta sẽ trở về. Ta cảm thấy ở đây không quen nên ta sẽ trở về. Đây là hướng ra bờ sông. Em bảo về là về thế nào? Thì ta đến đây bằng cách nào, ta sẽ trở về bằng cách đấy. Ngươi không được cản ta. Tôi không cản em. Nhưng mà tôi nói trước cho em biết, con sông này rất là thối, đầy sình, lại còn có phân nữa đấy. Không thể nào. Là em lôi tôi đấy nhá. Không phải là do anh đấy à? Em mà còn nói nữa ấy, là tôi lại ngã vào lòng em đấy. Anh. À, phải rồi. Thay vì trở về cái thế giới gì đó của em, xe không thử ở đây đi. Ở đây? Đúng vậy. Tôi sẽ dạy cho em cách sống ở đây. Em thấy thế nào? Thật à? Anh tin ta là công chúa Hồng An đúng không? Anh tin ta phải không? Tất nhiên rồi. Tôi tin em, cho nên tôi mới đi theo em chứ. Em tin tôi chứ? Em tin. Tôi chỉ tin tiền thôi. Nếu không phải vì cô là em gái của anh Đức, liệu rằng tôi có thể nhún nhường và dịu dàng với cô sao? Giới thiệu với em, đây là chiếc cục gạch. À không, em làm gì biết cục gạch là gì chứ. Đây là chiếc điện thoại thần kỳ
Này nha, em chỉ cần ấn nút này, nút này là có thể gọi cho tôi. Và như này là có thể gặp được tôi. Thần kỳ vậy sao? Để ta thử nhá. À, alo, alo Akimoto. Ten 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 ten. Ta da. Nè, em ăn thử đi. Ngon lắm đấy. Ngon quá. Ôi chết, bạn đang bẩn cái gì này? Để tôi lau cho. Nào, ăn đi, ngon lắm đấy. Kia là xe máy, còn kia là ô tô. Ta nhớ rồi. Ở đây. Ta là Hồng An, là cô cứu ta đấy. Cô không nhớ à? Ừ. Có lẽ em gái tôi bị chấn động não rồi. Thôi, để tôi đưa em ấy về khám xem sao. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ em gái tôi. May mà có bé Huyền, không thì... Thôi, không có gì đâu. Tôi đưa em ấy về lại. Tôi đi nhá. Cô ấy thật là tốt bụng. Cô ấy đã chịu tai nạn thay em. Em nhớ phải cảm ơn cô ấy đấy. Vâng, em hiểu rồi. Anh em nhà nó đúng là ngu thật. Đây chỉ là vết thương em tự tạo ra thôi. Bây giờ em sẽ giả vờ mất trí nhớ. Em sẽ tiếp cận nó. Sau đấy em sẽ chia rẽ nó và anh Tân. Em thông minh thật đấy. Anh nghĩ anh em nhà nó sẽ biết ơn em lắm đấy. Kế hoạch của chúng ta sẽ từ từ mà thành công thôi. Anh Tân ơi! Anh Tân!